Liệu giấc mơ Bitcoin được Elon Musk nhắm đến có xảy ra? Chào mừng các Pioneer đã đến với chuyên mục VNetwork Daily. Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với sự biến động liên tục xung quanh sự nghiệp của Elon Musk, người được mệnh danh là Tony Stark ngoài đời thực. Sở hữu bộ óc thiên tài và những bước đi táo bạo trong cả công nghệ và kinh doanh, Musk đã nhiều lần khiến cả thế giới phải choáng váng với những bước đi không ai ngờ tới trong khoảng một năm trở lại đây. Sau khi đã thu mua lại Twitter với con số cực khủng lên đến 43 tỷ đô la, Musk đã liên tục đưa ra những cải tiến mới cho nền tảng này. Và gần đây nhất là đưa tính năng gửi và nhận tiền điện tử vào profile của người dùng. Bên cạnh đó là tính tiền người dùng theo tháng và chia sẻ doanh thu quảng cáo cho các KOL và user có tích xanh. Đó là còn chưa kể đến những bước tiến trong ngành Internet vệ tinh và du lịch vũ trụ của hãng SpaceX. Nói đến đây thì chắc hẳn bạn vẫn chưa hình dung vậy Musk sẽ có liên quan gì đến chủ đề VNetwork mà chúng ta hay thảo luận đúng không nào? Các bạn đang hỏi đúng rồi đấy. Chúng ta sẽ tìm ra mối liên hệ này rất sớm thôi. Cách đây khoảng một tuần, hãng PayPal vừa mới đưa ra quyết định phát hành stablecoin đầu tiên của mình trong nền tảng thanh toán, lấy tên là BYUSD. Trên thực tế thì PayPal cũng có liên hệ đến Musk. Trước đây, Musk đã từng thành lập dự án thành phố trực tuyến Zip2. Công ty khởi nghiệp này được Compass mua lại với giá 307 đô la vào năm 1999 và với 12 triệu đô la trong số tiền kiếm được cùng năm đó. Musk đồng sáng lập X.com, một ngân hàng trực tiếp, sau đó thì X.com sáp nhập với Confinity vào năm 2000 để tạo thành PayPal. Năm 2002, eBay mua lại PayPal với giá 1,5 tỷ đô la và cùng năm đó với 100 triệu đô la tiền kiếm được, Musk đã thành lập SpaceX. Như vậy là bằng một mối liên hệ cầu nối, bản chất là PayPal cũng có liên quan với Musk. Trong bối cảnh Twitter đang sôi nổi về việc chia sẻ doanh thu quảng cáo của nền tảng, kết hợp với việc PayPal ra mắt BYUSD đã khiến nhiều người đồn đoán về khả năng Twitter sẽ dùng Bitcoin để đưa vào hệ thống thanh toán của mình. Tuy nhiên, tin đồn này có vẻ rất mơ hồ và chỉ nhằm mục đích tạo thêm FOMO, lan truyền tin đồn để dụ dỗ Pioneer mua bán vì giá cao. Trong video ngày hôm nay, VNetwork Daily xin mời các Pioneer hãy cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến mới nhất xung quanh tin đồn này. Phần 1. BYUSD của PayPal là gì? BYUSD được thiết kế để trở thành một hình thức thanh toán và được hỗ trợ 100% bằng tiền gửi đô la Mỹ tại kho bạc Hoa Kỳ và các khoản tương đương tiền mặt do chính công ty PayPal chịu trách nhiệm. BYUSD có thể quy đổi 1:1 thành đô la Mỹ và được phát hành bởi công ty Fastrack Trust. Khách hàng tại PayPal Hoa Kỳ đã có thể chuyển BYUSD giữa PayPal với các phí bên ngoài, thanh toán cá nhân bằng BYUSD, nạp tiền mua hàng bằng BYUSD, chuyển đổi bất kỳ loại tiền điện tử nào được PayPal hỗ trợ thành BYUSD. BYUSD sẽ rất tiện lợi cho người tiêu dùng, người bán và nhà phát triển để kết nối liền mạch với tiền tệ fiat và tiền kỹ thuật số, là đồng tiền ổn định duy nhất được hỗ trợ trong mạng PayPal. BYUSD tận dụng kinh nghiệm hàng thập kỷ của PayPal trong thanh toán theo quy mô, kết hợp với tốc độ, chi phí và khả năng lập trình của các giao thức chuỗi khối, là mã thông báo ERC-20 được phát hành trên chuỗi khối Ethereum. PayPal-USD sẽ tiếp cận với các cộng đồng lớn và đang phát triển, gồm các nhà phát triển bên ngoài, ví và ứng dụng Web3, có thể dễ dàng được các sàn giao dịch chấp nhận và sẽ được triển khai để tăng cường trải nghiệm trong hệ sinh thái của PayPal. Như vậy là chúng ta đã hiểu sơ bộ về đồng BYUSD vừa được PayPal cho ra mắt. Phần 2. Liệu Twitter có sử dụng Bitcoin làm tiền tệ thanh toán? Chính vì những mối liên hệ sâu xa như phía trên mà nhiều Pioneer đã đồn đoán nhau tin tức về việc Twitter sẽ sớm đưa Bitcoin vào hệ thống thanh toán của mạng xã hội này. Tuy nhiên, việc này sẽ không thể xảy ra, ít nhất là trong giai đoạn hiện tại, vì một vài lý do sau đây. Hiện nay, BNetwork vẫn còn trong giai đoạn mainnet kín, quá trình KYC chưa hoàn tất. Twitter không thể đấu nối các cổng liên kết và blockchain của BNetwork. Trong thế giới blockchain hiện nay, có rất nhiều nền tảng layer 1 tối ưu, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Các nền tảng khác đều có cộng đồng người dùng thật rất lớn, đã hoạt động ổn định từ lâu. Nên B có được xem là một ứng viên tiềm năng hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn. Hiện nay, Twitter chỉ cho phép người dùng đưa phí của Bitcoin và Ethereum vào profile của user. Các mạng khác vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào được thông báo trước.
Như vậy là câu chuyện Bitcoin được đẩy lên Twitter hoàn toàn là tin đồn được các pioneer truyền tai nhau, không hề có bằng chứng thuyết phục cho sự việc này. Phần 3. Hãy là một pioneer tỉnh táo. Theo thông tin chính thức do Bitcoin khẳng định, thì Bitnetwork hướng tới là một nền tảng blockchain dễ dàng truy cập cho tất cả mọi người, sử dụng đồng Bitcoin làm đơn vị tiền điện tử trong hệ sinh thái đó. Và đồng Bitcoin sẽ được đào miễn phí bởi người dùng thông qua điện thoại của họ. Qua đây, mọi thứ đã quá rõ ràng. Bitcoin nhấn mạnh sứ mệnh của Bitcoin không phải là tiền tệ và không thay thế cho tiền pháp định, mà nó là một loại tiền điện tử có thể sử dụng trên toàn cầu. Con đường từ 0 đến 1 đô và từ 1 đô đến 10 đô, 100 hay 1.000 đô đối với các nền tảng đều cần một thời gian dài để tồn tại và phát triển. Nên việc định giá Bi lên vài trăm đô đơn giản chỉ là chiêu trò FOMO của các leader. Chúng luôn tìm cách để dụ dỗ người dùng mua Bi với giá cao. Ngoài ra, hiện nay trên thế giới có rất nhiều các quốc gia nghiêm cấm sử dụng crypto thay thế cho tiền pháp định. Ví dụ như ở Trung Quốc và Việt Nam, người dân không được phép sử dụng crypto để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Đặc biệt hơn là ở Việt Nam, công dân không được phép sử dụng bất kỳ loại tiền nào khác ngoài Việt Nam đồng để mua bán hàng hóa và dịch vụ. Như vậy là chúng ta có thể thấy mỗi quốc gia đều có pháp luật riêng. Cộng đồng pioneer khi sử dụng Pi để thanh toán hàng hóa cũng cần cẩn thận, tránh các vấn đề rắc rối phải pháp lý và kiện tụng có thể phát sinh sau này. Trên đây là những chia sẻ mà chúng tôi muốn gửi gắm đến các pioneer trong video ngày hôm nay. Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ Bitcoin sẽ là loại tiền tệ được sử dụng chính thức trên Twitter như tin đồn? Hãy để lại comment ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Nếu thấy video hữu ích, các bạn hãy subscribe, like, share để lan tỏa thông điệp đến với cộng đồng, giúp mọi người hiểu thêm về dự án Bitnetwork và giao dịch an toàn. CryptoLFVN rất vui khi cùng các pioneer đồng hành và khám phá Bitnetwork trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.